Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Buổi trưa ngày hôm nay là ngày 27 tháng 10 thì tại cửa hàng Xuân Đình lại liên tiếp những cái sản phẩm mới để phục vụ cho các bác mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh của nhà mình. Và trong clip buổi trưa ngày hôm nay thì Xuân Đình về được một chiếc âm ly của Mỹ. Dòng này thì rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Đó là dòng âm ly cassette 4.5D. Thì dòng này thì là đối tác cho rất là nhiều loa Mỹ cũng như Xuân Đình đang phối ghép với cặp loa Schwinn Vega đây. Test bằng điện thoại nhưng cái phần bát tép này thì các bác cũng có thể để ý kỹ là chỉ cần nhích một chút xíu thôi là cái chất âm nó ra rất là hay rồi. Chiếc âm đi concept 4.5D ngày hôm nay mà Xuân Đình giới thiệu cho các bác thì có một cái mức giá rất là mềm. Vì hình thức cũng như vận chuyển về thì nó có trầy xước. Cho nên hôm nay bác nào mà có nhu cầu mua một chiếc âm đi ngon bổ rẻ mà không cần quá quan trọng về hình thức thì đây sẽ là một chiếc âm ly rất là hay. Trước khi đến đến phần chi tiết thì Xuân Đình báo giá luôn cho các bác để các bác không phải chờ đợi lâu. Chiếc âm ly này Xuân Đình đang bán với mức giá là 5 triệu 200 nghìn đồng. Concept 4.5D. Hàng này thì sử dụng điện 120V có công suất là 480W, ghép tốt những dòng loa bass 30, 35 đánh rất là hay. Size của nó này khá là khủng, size của nó là 47, 48, mặt phay nhôm màu trắng. Đấy. Khi mà test nhạc thì cái phần đèn của tuner nó sẽ không sáng. Khi di chuyển sang phần tuner thì đèn nó sẽ sáng rất là đẹp và nó có cái phần sóng bằng đèn mắc tôm này. Nhìn rất là hay. Chiếc âm ly này thì nó có một vài vết chảy xước nhỏ do vận chuyển thì các bác cũng có thể nhìn thấy kỹ, Xuân Đình sẽ quay cho các bác luôn. Đây, một vài vết chảy xước nhỏ này. Cái cạnh này này hơi một chút xíu. Còn nó tổng quan tất cả núm nút về phần mặt thì nó còn khá là đẹp. Công suất thì rất là khỏe, đánh hai cầu loa AB có lau lướt, phím bật tắt nguồn, đây là volume. Sau này thì có chỉnh bát tép, ba lăng, phía bên trên này là dò đài. Thì bây giờ Xuân Đình sẽ test luôn FM trước cho các bác cùng xem về chiếc âm này. Bắt đài đóm rất là tốt, nội thất cũng như phần vỏ còn khá là đẹp và mới. Đây là phần đài này. Cũng như là độc đáo so với những tài khoản khác, các chàng trai lại thể hiện sự mạnh mẽ. Đài 90. Bên cạnh đó thì khách cũng có thể đấy. đi. Đây là đài 90, 91 đều bắt được hết này. Phần dòng này thì nó là FM full tần số 108 rồi. Phần tiếp theo trong phần AM, tức là phần đài này, đài tiếng nói Việt Nam thì nó sẽ bắt đài 550. Sóng đã được đơn giản hóa. Nói chung là dòng concept của Mỹ này thì chất âm nó rất là hay và một vài năm gần đây thì được thị trường Việt Nam rất ưa chuộng vì nó đánh được rất là nhiều loại loa, loa Nhật, loa Mỹ đều đánh rất là hay luôn nhé. Đây là phần vỏ. Vỏ loa cũng còn nguyên, vỏ âm ly thì còn nguyên zin. Và Xuân Đình sẽ mở cả nội thất bên trong của chiếc âm ly này ra để cho các bác cùng xem về nội thất bên trong của máy. Ở đây là nội thất của chiếc âm ly Concept 4.5D. Máy móc từ những dây đai, dây thít còn nguyên luôn, chưa có chọc ngoáy gì cả. Đấy. Máy rất là khủng nha. Một nguồn rất là lớn, hai tụ lọc nguồn. Và dòng này thì nó chạy hai con sò như bao diêm, giống đặc như SX780 của Pioneer. Đây. Và những dòng Lavington sò này thì nó rất là khỏe nha. Đấy. Máy móc còn nguyên zin, thậm chí nguyên cả bụi đây. Nhưng cái bụi này nó là bụi tây, bụi màng nhện thôi cho nên là nó cũng độ bền nó rất là cao. Nếu như cẩn thận thì các bác có thể là thổi qua nó đi cũng được, còn không thì cứ thế mà dùng nó không ảnh hưởng gì cả. Con máy này khá là nặng, sắt xi thì vẫn vàng óng luôn này. Nguồn rất khủng. Đây là phần mặt mũi cũng như nội thất bên trong của máy. Còn bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay phía đằng sau. Thì dòng này nó đây, hàng của Mỹ, điện 120V, công suất của nó lên 480W, rất là khỏe. Cầu loa AB thì dòng này là thiết kế ngược, B bên trên, A bên dưới. Có đường pre in út cho các bác làm dè bao này. Đây là các đường vào, tab 1, tab 2. Thì các bác sẽ cắm vào cái cổng in này. Còn FM thì các bác sẽ nắp anten vào đây. Đấy, còn AM thì nó tích hợp sẵn đây rồi. Nói chung là đây là một chiếc âm ly ngon bổ rẻ cho các bác nào không quá quan trọng về hình thức. Vừa nghe được đài cũng như vừa là một chiếc âm ly rất là khỏe luôn.
Tầm này kể cả các bác có thể là ghép thêm những dòng vang cơ, vang số để hát karaoke trực tiếp trên những cái cặp loa cũng như chiếc âm ly này. Con set 4.5D tại Cửa hàng Xuân Đình đang bán với mức giá là 5.200.000 đồng. Đủ tiêu chí, ngon, bổ rẻ, chất lượng âm thanh quá tuyệt vời. Và như vậy là trong clip buổi trưa ngày 27 tháng 10 thì Xuân Đình đã về được một chiếc âm ly cũng như báo giá cho các bác. Đó là dòng âm ly Concept của Mỹ, model của nó là 4.5D, mức giá là 5.2 triệu. Chi tiết cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, Xuân Thuận 0395 727 582. Và những sản phẩm này Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.